Hi, xin chào các bạn trường, các bạn đã trở lại với channel Graduation. Hôm trước thì mình thấy có một bạn comment hỏi mình một câu khá hay như này là: anh ơi, nên chọn công thức dài dễ phim trích hay là công thức ngắn mà khó phim trích? Đấy, ok. Thì hôm nay sẽ tiếp tục là một cái vấn đề, một cái chủ đề về phim trích và công thức. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái ý kiến cá nhân của mình về cái vấn đề của bạn kia. Ok. Đó, thì cái con Rubik mình sử dụng trong video này là con RX3M 2020, con main của mình. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của cái con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn, và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Ok. Thì bạn kia, bạn ấy có hỏi là nên dùng công thức dài dễ phim trích hay là công thức ngắn nhưng mà lại khó phim trích. Đấy, thì theo các bạn thì các bạn sẽ làm như thế nào? Mình biết là ở đây cũng có nhiều bạn cũng đang gặp cái trường hợp như thế. Đấy, ví dụ có những công thức nó khá là ngắn, ví dụ các bạn chỉ cần làm khoảng vài bước thôi, nó rất là ngắn, nhưng mà nó lại phim trích lại khó. Thì mình sẽ ví dụ này, ở đây cái đấy thì nó sẽ tập trung chủ yếu vào phần OL và PL nhé, nhưng ở cái phần F hay L ấy, nó vẫn sẽ áp dụng được. Nếu mà các bạn quy ra công thức thì nó vẫn sẽ áp dụng được. Đấy, thì ví dụ nó như thế này. Mình lại làm sai rồi. Mình sẽ ví dụ thêm một cái trường hợp F hay L nhé, để tí nữa mình sẽ đến cái phần OL và PL sau. Đấy, ví dụ trong cái trường hợp này đi, được chưa? Các bạn sẽ làm 1, đây như này, 1, 2, 3, 4, được chưa? 1, 2, 3, 4 này. Hoặc là các bạn đảo qua, cái này nó cũng hơi liên quan một chút thôi, nó không liên quan nhiều lắm. Đấy, các bạn đảo qua, 1, 2, 3, 4, nó cũng vẫn thế, nhưng mà các bạn mất một bước để các bạn đảo, nhưng phim trích nó dễ hơn. Đấy, còn nếu như này, thì các bạn không cần phải đảo, nhưng mà phim trích lại khó hơn, đúng không? Nếu mà các bạn dùng F, trong F hay L nhé, thì nó rất là khó phim trích, nên là mình sẽ, đấy, cái này mình sẽ ưu tiên dùng phim trích hơn là dùng công thức. Đấy, hoặc là cái trường hợp này thì nó lại có như thế này nhá. Cái trường hợp này các bạn nhìn kỹ nhá. Đây, một viên trắng ngửa lên này và hai viên này dính màu nhau này. Thì nó là có hai cách. Ngày trước mình hướng dẫn các bạn là một cách là như thế này, dùng công thức này, F. Cái này thì có F nhá, F U R U phẩy R phẩy F phẩy, được chưa? Xong rồi lên sang xuống cho nó vào, được chưa? Đấy, còn một cách khác này nó sẽ như thế này. Đấy, tại một cặp này. Đấy, nó hơi dài một chút. Bây giờ các bạn có thể đảo qua. Mình thì mình không dùng F để mình phim trích rồi, nên là có thể đảo qua. Hoặc là có đảo qua bên này, nó đang ở đây thì mình có thể đảo qua bên này. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng F, đấy là các bạn dùng thôi. Còn mình thì mình không thích như thế. Mình sẽ đảo qua như thế này. Đấy. Hoặc là mình sẽ đảo như thế này. Mình rất ít khi mình dùng F, bởi vì dùng F nó phim trích nó rất là lâu. Đấy, đấy là cái phần OL nhá. À, cái phần F hay L nhá. Rồi, tiếp tục mình đến cái phần OL thì mình sẽ ví dụ một cái trường hợp như này đi. Đây, ví dụ như thế này nhá. Cái trường hợp này đúng không? Thì mình có thể giải được hai hướng. Ví dụ cái hướng đằng sau này đi, được chưa? Hai cái này quay đằng sau nhá. Thì nó sẽ như thế này này. Đấy. Đấy, hoặc là đằng trước mặt thì nó sẽ như thế này. Nói chung là công thức nó cũng tương tự thôi, chỉ là nó làm một cái đằng sau một cái đằng trước thôi, nó như thế này. Đó. Thì mình sẽ ưu tiên mình chọn những cái, ví dụ cái như thế đi, thì nó cũng không gọi là công thức, nó cũng không dài, nó cũng không cách nhau nhiều lắm. Đấy, cái trường trong cái trường hợp đấy thì nó cũng không cách nhau nhiều lắm, nên là mình học thêm để mình giải được các hướng khác nhau thôi. Đấy, còn mình thì mình vẫn ưu tiên những cái nó dễ phim trích hơn. Mình ví dụ nhé, một cái trường hợp mà trường hợp này đi, đây trường hợp này đi, trường hợp chữ R, mình không biết là RA hay RB, đại loại là trường hợp chữ R. Đấy, thì cái trường hợp này mình cũng có hai cách, hai công thức để mình phim trích này. Thực ra là có ba đấy, một cái làm bằng tay trái nhưng mà mình không dùng tay trái, tay trái thì vẫn làm được nhưng mà mình không dùng. Thì nó sẽ có hai cách, mình biết là nhiều bạn dùng hai cái cách này. Đấy, nó như này, trường hợp thứ nhất này, như vừa mình đi đảo lên đấy. Đấy, cái này thì dài hơn, được chưa? À, cái video này mình không hướng dẫn công thức nhá, nên là mình sẽ không chiếu công thức lên màn hình. Đấy, nói lại mình nói trước một lần như vậy. À, nếu mà các bạn cần cái công thức ở trong cái trường hợp nào, ví dụ anh ơi em cần cái công thức ở chỗ 1 phút 30 giây thì anh ghi cho em, ok thì mình sẽ ghi cho các bạn. Còn cái này thì mình sẽ không chiếu công thức lên màn hình. Cái này chỉ mình đang nói về cái vấn đề gọi là nên học phim trích, nên ưu tiên phim trích hay là công thức thôi. Đấy,
mình làm lại cái trường hợp đấy này. Đấy. Đấy, thì một cái trường hợp khác nhá, nó sẽ như thế này. Nó ngắn hơn này, chắc chắn nó sẽ ngắn hơn nếu mà các bạn viết công thức ra nó sẽ như thế này. Như nào nhỉ? Đấy. Lâu không làm quên chứ. Đấy, nếu mà viết công thức ra thì cái công thức có R này, có D này nó sẽ ngắn hơn là dùng cái trường hợp đầu tiên mình làm đấy, nó không có D. Nói chung là bây giờ mình quen hai cái này rồi nên là tùy lúc mình làm. Lúc thì làm như này. Nhưng vít nó đang bị trơn bề mặt quá, nó bị nhảy lúp ra nên là cầm nó hơi trơn. Đấy, hoặc là mình sẽ làm như này. Đấy. Nói chung này mình thì mình vẫn ưu tiên về phim trích hơn, chứ mình không ưu tiên về cái vấn đề gọi là công thức nhiều lắm. Ví dụ công thức nó có dài hơn tầm khoảng 2-3 bước, khoảng 4 bước. Đấy. Nhưng mà phim trích nó sẽ nhanh hơn, nó thuận tay hơn thì mình vẫn ưu tiên mình dùng phim trích còn hơn là dùng công thức. Hoặc là một ví dụ khác nhá, nó sẽ như thế này, cái trường hợp chữ N đi. Vừa làm vừa nói là bị quên. Đấy, cái trường hợp này thì ví dụ các bạn nào mà lười học công thức thì các bạn có thể dùng tay trái như này. Đấy, cái này nó cũng là một cái áp dụng vào cái câu của bạn kia, cũng là, nhưng mà cái này thì nó không liên quan nhiều đến công thức lắm, nhưng mà nói chung là các bạn lười thì các bạn có thể dùng bằng tay trái. Và đấy, dùng tay trái thì nó sẽ khó phân tích hơn, còn nếu mà dùng tay phải thì nó sẽ thuận hơn, nhưng mà các bạn phải học thêm công thức thì nó như thế này. À, chết rồi, lại làm sai rồi. À, nhầm, mình vừa làm trường hợp khác. Lại làm sai nữa rồi. Làm nhiều quá nó quên. Hoặc là một trường hợp khác đi, một trường hợp chữ U chẳng hạn này. Đấy, ví dụ trường hợp chữ U này đi, được chưa? Nó sẽ như thế này. Nếu mà phim trích tầng M thì nó sẽ như thế này. Đấy, còn nếu mà các bạn không thích dùng M thì các bạn có thể học thêm những cái phim trích khác, nó sẽ như thế này. Đấy, cứ vừa làm vừa nói. Đấy, hoặc là các bạn cũng có thể giải từ đằng sau. Giải từ đằng sau thì nó như thế này. Đấy, vẫn trường hợp của đấy nhá, nhưng mà giải từ đằng sau thì nó như thế này. Đấy, các bạn có thể làm, nói chung là thuận phim trích được. Nói chung là mình ưu tiên mình phim trích hơn là thay vì công thức dài hay ngắn. Nếu công thức nó không dài quá thì vẫn dùng được. Đấy. Ok, rồi thì vừa rồi là một vài cái chia sẻ của mình về cái ý kiến của bạn kia. Đấy, là ưu tiên công thức dài nhưng mà dễ phân tích hay là công thức ngắn mà khó phân tích. Đấy. Thì ý kiến của bạn là như nào thì cứ comment xuống dưới cho mọi người cùng biết. Ok. Và các bạn có những cái thắc mắc gì hoặc cần mình làm cái video về vấn đề gì thì comment xuống dưới nhá. Mình sẽ làm video cho các bạn xem. Ok. Và nếu bạn thấy hay thì mình lại cho mình một like, một share, một subscribe được mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.